Tiên tri của Nostram về năm 2023 đã gây choáng váng. Nhà chiêm tinh học Nostram khiến công chúng tò mò khi đưa ra một số dự đoán về tình hình thế giới năm 2023. Liệu những dự báo của ông có chính xác? Michel J. Nostram, hay còn gọi là Nostram, năm sinh 1503 mất năm 1566, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp. Vào năm 1555, ông xuất bản cuốn sách Những lời tiên tri. Tác phẩm này gồm bộ sưu tập các tiên đoán của Nostram về sự kiện lớn có thể xảy đến với nhân loại từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, thời điểm mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được Nostram tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ với những từ ngữ mơ hồ, khó hiểu. Theo đó, các nhà nghiên cứu mất nhiều thời gian để giải mã những câu thơ của ông tiên đoán sự kiện nào, diễn ra khi nào. Tính đến nay, nhiều tiên đoán của Nostram đã trở thành sự thật, bao gồm sự trỗi dậy của Adolf Hitler, trận đại hỏa hoạn ở London, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Mặc dù còn 9 tháng nữa mới hết năm 2022, nhưng dự luận bắt đầu bàn tán về việc Nostram dự đoán những gì về thế giới năm 2023. Theo dự đoán của Nostram, trong năm 2023, nhà chiêm tinh học người Pháp dự báo về một cuộc chiến tranh lớn sẽ xảy ra. 7 tháng diễn ra cuộc đại chiến, nhiều người chết vì tội ác. Rouen, Évreux, hai thành phố ở Pháp, sẽ không gục ngã trước nhà vua, Nostram dự báo. Một số học giả cho rằng, hai câu thơ này ám chỉ đến một cuộc chiến tranh lớn sẽ xảy ra và có thể là chiến tranh thế giới ba. Trong cuộc chiến khốc liệt này, Nostram dự báo nước Pháp dường như không bị ảnh hưởng. Tiếp đến, Nostram tiên tri về một ngọn lửa thiên thể trên dinh thự hoàng gia. Giới nghiên cứu cho rằng, ngọn lửa đó có thể liên quan ngày tận thế. Sau sự kiện này, một trật tự thế giới mới sẽ được hình thành. Một vụ tấn công lớn của thiên thạch được cho có thể là nguyên nhân đẩy nhân loại đến ngày tận thế như Nostram dự đoán. Thêm nữa, Nostram tiên tri về ánh sáng trên sao hỏa không thành công. Các nhà nghiên cứu cho rằng lời tiên đoán này ám chỉ đến việc sao hỏa có thể di chuyển chệch quỹ đạo hoặc kế hoạch chinh phục hành tinh đỏ của con người không thành công. Liệu những dự đoán trên của Nostram về năm 2023 có ứng nghiệm như nhiều tiên tri trước đó không? Câu hỏi này chỉ có thể đợi thời gian trả lời.